Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay ngày thứ bảy, thầy trò ở Dragonland, dịch cho tiếng Việt Nam là Thiên Long Thổ, không? Tháng 1 ngày dương lịch, nhằm ngày 17 tháng 12 âm lịch. Thì ở trong đó thì nấu bánh tét, bữa giờ thầy trò dặn cũng được ngàn đòn hả? Mỗi đứa họ thiên năm nay ăn bánh tét handmade của chúng ta. Sư phụ không muốn đứa nào mua hết. Cái Tết năm nay sư phụ có duyên thì ngồi đây mấy con. Sư phụ không có guarantee cái Tết năm sau thì mấy con là tự ăn Tết mình. Cái truyền thống của họ thiên là làm bánh tét để đãi cộng đồng. Tại sao này cái triệu nghìn người về cái núi này để mà tập trung ăn Tết, thì mấy con gán làm để mà cho người ta có cái món quà nhỏ nhỏ, không quá đáng gì, nhưng mà cái tâm tình đó, không, cái chân tình của họ thiên đó là chuyện bánh tét. Thì cái tâm tình mình nấu cúng đem về cúng cho củ quyền hay là đem cúng cho Phật, Phật cũng vui nữa. Cái này là tâm huyết phải không? Mấy vị đâu có phải là ăn thiệt đâu, mấy vị chỉ là tính theo cái tấm lòng đó mà. Nên nhớ giọt dầu của bạn mày á, thành Phật á, Phật đâu có cần ông vua Võ Đế mà xây bảy thành làm gì. Đó là truyền thống của họ thiên, núi Thiên Long Sơn. Dragonland là một cái mảnh đất Thiên Tuấn Kiệt này mới vừa mua không bao lâu, chưa đầy như ta mùa hè, chưa đầy năm, nửa năm phải không, sát nhập vô cái Thiên Long Sơn gần 500 mẫu đất để tặng cho tất cả những người con rồng cháu tiên máu đỏ da vàng khắp thế giới, khắp hải ngoại quốc nội có du lịch qua đây. Mảnh đất ở vùng Bắc Cali 500 mẫu. Thưa sư phụ, ra đi không có để lại gì, để lại cuốn kinh Thiên Tâm, để là một cái đạo, để lại một cái từ bi bác ái và cho cái tinh thần, và để lại cái thực chất là cái mảnh đất quý giá này ngay giữa thành phố. Thì tất cả các người Việt Nam có họ thiên hay là họ gì đi nữa cũng đều là chủ mảnh đất này. Đây là lời tuyên bố. Thì gần 500 mẫu. Những ngày đầu năm 2014 mua mảnh đất Thiên Long Sơn, thì lúc đó hộ chỉ là phát tâm thôi, người biết ngộ ra, không có ham tiền, tiền không có mang xuống mồ, thì chia cho con cái xong, hộ bỏ ra nhiều triệu đô la để mua những mảnh đất đầu tiên. Thì lúc đó mình nghĩ là những người có chức vụ trong cộng đồng, giống như bác Vũ Xuân Lộc hay là mà anh chọn Đỗ Văn Chọn, đại khái những người mà gọi là lãnh đạo cộng đồng á, mà sẽ giúp mình, thì họ có lên núi. Nhưng mà những cái phụ phàng là lúc đó bác Lộc lên với anh Bình rồi lên cứ hạch hỏi Kiệt tiền đâu con mua, thì cứ cha hỏi account rồi thế này thế nọ. Thì lúc đó chú phụ cũng buồn, rồi mới chở mấy bác đó đi xuống hẻn. Hãng của tôi là một năm 100-200 triệu, tôi lấy tiền này một phần tôi donate cho cái non profit để mà tôi tặng lại cho cộng đồng. Làm như vậy có đúng hay sai? Luật của Mỹ thì được trừ thuế, nhưng mà trừ thuế cái 50% tâm con phải thiệt. Tại lúc đó không muốn làm ăn nữa. Đây, nếu người ta làm ăn người ta muốn trừ thuế, người ta đi mua building, mua thêm máy thì mở thêm cái sự giàu sang của người ta, tôi không có muốn. Thì từ đó mới có những cái thì những ngày đầu như vậy. Thì những người lãnh đạo cộng đồng có bổn phận phải giúp những người có thiện tâm cùng người Việt. Tại đất này cũng là con cháu mấy ổng, sau này lớn lên cũng tới đây mà. Nhưng mà phủ phàng là mấy ổng không có giúp. Rồi thêm cái ông nội kia lên, Kiệt, mày muốn mở cửa núi mày phải qua tao. Có nghĩa là không biết họ lãnh đạo cộng đồng hay là họ muốn đè đầu cộng đồng, mình cũng không biết nha. Tới ngày hôm nay thì câu chuyện là sự thật, là sự thật. Cho nên những người lãnh đạo cộng đồng của người Việt mình không có ai mà giúp cái núi này hết. Cho nên Thiên Tuấn Kiệt này tốn gần 3-4 triệu bạc để mà cố gắng mở cái cổng thôi, mở không xong. Thì cái cổng nó chỉ có 30 acre. Nhưng mà dãy núi này tới gần 500 acre. Cho nên ngoài 30 acre ra,
chỉ có họ Thiên, tức là private member vô, không có người Mễ, người Mỹ, người Ấn Độ vô. Nhưng mà những cái mảnh đất này, Dragon Land, tự do, mình vô được. Cho nên Tết này mình sẽ tổ chức ở Thiên Long Thổ, kiểu như là Dragon Land. Giống như những năm đầu Xu làm, thì từ thời đó đó, là mình bị traffic nhiều, cho nên những người keo đi với cái đám mà gọi là kim cương nằm dùng cộng sản ở đây, nó nhận bao thơ, nó ngậm đầy họng nó rồi á, thì nó đè đầu mình. Cho nên người Việt ăn hiếp người Việt. Sư phụ tới ngày hôm nay đứng một mình giữa trời, giữa nơi này không có cộng đồng hội đoàn nào giúp cái núi này để phát triển. Họ cứ nghĩ là họ khi họ vô ốc hiêu họ chết, con cháu họ sẽ không bao giờ bước lên mảnh đất này. Họ nghĩ như vậy là lầm. Con cháu của họ, bà con dòng họ cũng vẫn phải lên đây, tại vì mảnh đất này Hồ đã tuyên bố là của 100 họ người Việt, của con rồng cháu tiên, không phải của riêng Thiên Tấn Kiệt, cũng không phải của riêng họ Ngô, cũng không phải của riêng họ Thiên, mà của chung của người Việt. Họ phải nhớ như vậy. Nhưng mà có một số người họ không có hiểu. Từ từ họ hiểu, nhưng mà không biết ngày nào thôi. Thì trở lại, cho nên ngày mà bỏ một số tiền lớn, bắt đầu khởi tâm mua, có gây dựng cái mảnh đất này á, cộng sản thì nó sợ người ta có cái nơi để tụ tập, giống như hiện giờ mình tụ tập để mà chống cộng á, thì nó không thích. Thì nó đánh qua mù, thường cộng sản đánh qua mù lửng lửng để cho người ta bán nghi bán tin á. Ồ, thằng Kiệt nó ở Kiên Giang là tiền này tiền Nguyễn Tấn Dũng. Hồi xưa mở chùa cũng vậy, nó kéo một đống người tới biểu tình cho hộ năm 2007. Thời đó đau khổ lắm. Mình đi tu thiệt, nhưng mà đứng mà chửi. Ô, thằng Kiệt nó ở Kiên Giang, nó ở miền Nam, mà chắc tiền của Nguyễn Tấn Dũng không? Chụp cái mũ mình, cộng sản nó chụp cái mũ. Rồi nó mướn mấy người kia biểu tình theo giờ á, một giờ nó trả hình như mấy chục đô á, chửi cho đã, đúng giờ cái lên xe về. À, họ biểu tình ăn tiền á, cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Hồi xưa có cái đám đi biểu tình ăn tiền. Những năm đó hụ khổ với cái cộng đồng này. Mấy ông nội HO, mấy ông bác ở đây là lãnh đạo cộng đồng, chụp ngược là cái mũ là Hằng Kiệt, đó là Hằng Kiệt cộng sản. Còn mấy cái tụi kia cộng sản này chụp cái mũ ngược lại, thì nói thằng này là chống cộng á, không thì là không xong rồi á, không rồi. Phật giáo, ông thầy tình từ ông chở một xe van lên, mấy ni mấy thầy trên núi. Kiệt, con mở cái núi ở Thiên Long Sơn kiểu này, cái chùa Kim Sơn của Ôn Túc ở dưới Rưu Roi, ai đâu mà đi, ai đâu mà cúng dường. Cũng chết. Cho nên thì ổng là giáo chủ của cả trăm cái chùa này, cho nên mấy Phật tử chửi sư phụ luôn. Thằng Kiệt nó tà rồi, nó đạo Phật mà nó thờ thần Nguyễn Ông Trực, thờ Trận Đạo, nó thờ Lạc Long Quân Âu Cơ, chỗ nó thờ tà thờ quỷ không à. Đạo Phật không có thờ thần. Mà họ quên một điều á, mà mấy ông là mình phải trong cái luật của Thiên Tâm của chúng ta là phải trả ơn tổ quốc. Không có mấy ông đó làm sao mình còn tiếng Việt. Mình bị đồng quá lâu rồi. À, cũng bị Phật tử chửi. Cho nên tới ngày hôm nay đó, những đứa con họ Thiên ngồi đây đa số là có sứ mệnh. Sư phụ dùng chữ có sứ mệnh là gì? Không có bị mấy ông đó nhồi sọ. Ở dưới này nó nhồi sọ, Việt Nam bị nhồi sọ là khỏi nói nha. Mà ở Mỹ này cũng bị nhồi sọ đó. Là tin mấy ông cũng xa lánh sư phụ, cũng không có về núi mình giúp. Những năm đầu có bánh tét chỉ là gia đình với mấy người đó, mà nấu được cái nghìn đòn. Rồi cũng đem cho một cộng đồng ăn. Thì đa số họ chỉ tới là có một cái Tết mà ở outdoor đó, mà hơn là cái Tết của một cái khung viên hay là của một cái khu shopping mới không, nó chặt chội. Thì cho nên họ thích trên núi, mà lên núi thì mình đâu có gì đâu mình ăn. Không lẽ nấu nồi cơm hoài. Cái dễ nhất là cái bánh tét này với dưa giá là tiện nhất ăn. Nhưng mà họ thích chơi cả ngày, họ không thích đi xuống. Thì cho nên những cái năm trước khi thời Covid là có cả sư phụ tính mỗi một ngày mà xe van đưa lên xuống gần cả trăm bận, là mấy chục nghìn người những cái năm thời đó. Tại lúc đó nó chưa có ra cái lệnh restriction. Xe thì đậu đầy cái dài đường này. Năm nay mình làm khác, mình không có cho xe đậu, để cho này cho mấy thằng ranger nó đừng có phá mình. Okay, Phật tử không ưa. Cộng đồng hải ngoại mà người Việt chánh nghĩa cũng không ưa. Cộng sản là dĩ nhiên không ưa, là ba thế lực.
rồi thêm con chiên. Con chiên là càng không ưa. Con chiên đâu có dám tới núi mình, tới núi mình sợ gặp quỷ sao? Tại vì ở trong nhà thờ mà dạy là bước chân vô cái chỗ nào mà của Phật giáo hay là thờ gì khác á, thờ thần vậy đó, là phản Chúa. Cho nên con chiên là mưa bốn thế lực. Rồi thường xưa là nó tới tám bề thọ địch. Ta nói tứ bề là đã chết rồi, mà thiên nước chuyện này gặp tới tám bề. Đó là bạn bè, những bạn bè làm ăn, trời ơi chửi sư phụ những năm đó. Rồi anh em trong nhà, rồi bạn high school, bạn đại học, xa lánh hết. Có ông mình lủi thủi trên núi một mình. Người đời gặp tứ bề thọ địch, nhưng mà sư phụ gặp tám bề thọ địch. Nhưng mà cuối cùng đường ta cứ đi. Sư phụ muốn để cho cái bài học này mấy đứa con cứ nên nhớ. Ở ai nói gì nói, nhưng mà mình nghĩ mình làm đúng thì mình cứ thế mà đi. Thì cho nên từ đó cho tới ngày hôm nay mới có mấy chục triệu người á bắt đầu hiểu. Thì nước Việt Nam bây giờ từ Bắc tới Nam hiểu rồi đó. Hôm nay á có mấy con ngồi đây á, vòng vòng đây cũng mấy trăm người, khắp thế giới người ta cũng hiểu chứ phụ mấy nghìn người. Cho nên đệ tử Hội Thiên càng ngày, mấy vị nói càng ngày người ta bắt đầu đeo cái dấu này. Cái dấu này là cái dấu của thời đại, là cái dấu để mà qua những cái tai nạn, những cái gọi là bất như ý của cuộc đời. Hiện bây giờ nhiều cái bất như ý lắm. Thất nghiệp nè nghe, rồi đói sắp tới nè nghe, rồi đốt củi đốt lò nè nghe. Thì rất là nhiều thứ bất như ý. Mà nếu mà ai mà có đeo cái dấu này á, thì những vị thần mấy ngày sẽ hộ. Nó bị lớn, nó bị nặng, nhưng mà nó thành ra nhẹ. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Đó là cái dấu thiên tâm. Những cái bác ô ở đây, họ cứ nghĩ là họ quên đi một điều. Tất cả mọi thứ đều là từ ảo tưởng rồi mới ra thực tế. Cũng giống như một nhà kiến trúc sư phải ngồi suy nghĩ thì vẽ vẽ rồi mới vẽ ra cái nhà, vẽ ra nhà lầu 100 tầng, rồi từ đó người ta mới xây, đúng không? Cũng từ ảo thành ra thật. Rồi những nhà họa sĩ ngồi trầm tư, rồi phải ngồi tưởng tượng phong cảnh rồi vẽ rồi mới thành ra cái bức tranh thật. Ông gì bên Pháp xây cái tháp, ông cũng phải tưởng tượng rồi mới xây cái tòa tháp của Pháp. Rồi những nhà thơ họ ngồi họ hút đứa thuốc ngấm ngấm rồi mới tờ ngã qua thật. Rồi những nhà làm nhạc như Trịnh Công Sơn hay là nhà nhạc sĩ Lam Phương gì đó, ông ngồi ông ảo ảo, ông tưởng tượng rồi thành ra bản nhạc. Cái gì nó cũng từ có cái ảo ra bản nhạc. Rồi riêng về phần của Hội Thiên, nếu mà kể nhiều thứ ảo rồi ra thật, nó phải có ảo mới có thật. Thiên Tấn Kiệt này cũng phải từ ảo, hôm nay cũng phải thật. Và con người của mình từ ảo ảnh, linh hồn mình là ảo ảnh, thì nó mới có cái thân tứ đại mới thành thật, đúng không? Mà họ vì cái trình độ của họ là thế gian, họ làm kiếm đồng tiền, kiếm cuộc sống khả quan hơn. Họ quên đi cái ảo là cái học xuất thế gian. Cái học xuất thế gian là cái học khó hơn và lại không ra tiền, thì không ai chịu học. Đến khi mình nói chuyện xuất thế gian thì họ cho mình là ảo, thì đa số là họ bị cái đó. Cho nên tại sao có ông già 80 tuổi mà vô chùa gặp đứa nhỏ 5-10 tuổi mà nó hiểu về đạo nhiều á, tức là nó học xuất thế gian á, thì cái ông già 80 tuổi phải kêu đứa nhỏ 5 tuổi là thầy á, là huynh á, hiểu không? Thì cho nên cái xuất thế gian á, nó đem lợi ích cho chúng ta rất là cao, và nó sẽ thành tựu trong đời sống chúng ta. Còn cái học thức thế gian á, khi học nhiều rồi á, cái não đầy rồi á, bị căng thẳng, ngủ không được, cũng giống như con lấy mà mấy người lên núi mình đó, bị stress. Rồi cuối cùng cũng phải tốn tiền lại doctor tâm lý, rồi uống thuốc ngủ, rồi uống thuốc đại khái một đống luôn. Đó là những người bình thường. Còn những người mà ấy họ làm những chuyện điên cuồng, vô tù ra khác, hay là hút sách ăn nhậu, hay là uống rượu. Để mà mình nói ra những cái này, để cho nhân loại hiểu, cái học xuất thế gian là vô giá.
Còn cái học thế gian nó kỹ giá trị khi mà mình còn ham vật chất ở đời thì mình cũng phải cần học. Thầy nói song song. Thì bên đạo Phật thì một bát ba y, đứa nào có ba bốn cái nón mà thọ Bồ Tát giới, người ta biết mình có bốn cái nón hiệu LV, người ta xin một cái còn phải cho, không cho là bao nhiêu công phu tu tập đều phá hết, đều mất hết, đúng không? À, rồi cứ lúc nào cũng gặp khúm núm, rồi mấy ông thầy, mấy ông hòa thượng thì cứ nói gì là phải nghe thôi, không có được nói lại. Hôm nay đạo Thiên ra đời là ở giữa Công giáo và giữa Phật giáo. Tại Công giáo thì không có tin là có cái linh hồn tái sanh, reincarnation. Họ biết nhưng mà trong sách không có nói. Thì họ biết họ để bên, nhưng mà họ không có thực hành. Thì họ Thiên chúng ta tin có linh hồn tái sanh. Thiên Tấn Kiệt này là dạng chuyển luân pháp dương, là dạng tái sanh. Cũng như những nhà sư Tây Tạng cũng là tái sanh, nhưng mà sư tái sanh thành sư. Còn thiên tử tái sanh thì làm những cái lập đạo hay là vua hay là thế này thế nọ, theo lệnh của Thượng Đế, thịnh của chư Phật, thì cũng là tái sanh. Còn bên đạo Phật, họ tin có tái sanh, nhưng mà nó khó hơn. Tại vì họ cứ nghĩ là cứ niệm Phật rồi đi được đi về trời. Không đúng luôn. Tại vì chúng ta sống mà chối bỏ cuộc sống này mà muốn về trời thì trên trời không có chấp nhận. Cho mình xuống đây học mà học không thành tài, thi thì rớt, mà muốn về không có được, đạp xuống tiếp. Cho nên cứ bị luân hồi sanh tử hoài mà không có biết. Chỉ có họ Thiên chúng ta kỳ này làm đúng như những gì sư phụ dạy. Sư phụ là cuốn kinh sống, sống ở đời cho đáng kiếp con người. Khi có tiền không ham tiền, lấy tiền để mà lo cho những người khác. Về trời cha là đúng là như vậy, tại cái tâm mình rộng mở. Còn mà sống ở đời mà cứ khổ, cứ bị chồng ăn hiếp, rồi cứ bị stress, rồi cứ sợ này sợ kia, giới luật á, thì lúc đó chúng ta bị uất ức. Khi mà hồn sắp sửa cận tử nghiệp rồi khỏi xác, chúng ta không có cam. Không cam là gì? Không cam là ở lại. Cậu ơi, tôi bị chồng nó hành hạ tôi cả đời mà tôi cứ nhịn nhục, thì lúc đó tự con uất à, làm con mà bị tức đó. Cho nên cái gì cũng phải rõ ràng, phải không? Hợp với em thì chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, không hợp thì chúng ta tìm hai người hai góc ngồi thiền. Đại khái sư chỉ dạy vậy. Thì nhưng mà mình phải hết lòng để khi mình có chuyện gì mình không có hối hận. Sống ở đời tất cả họ Thiên phải vui vẻ mỗi ngày, nói chung là cầu vậy, chứ không phải sống mà để cho qua kiếp người. Có những người không phải họ Thiên, đạo Công giáo hay đạo Phật, sáng nào thức dậy họ cũng không biết họ làm gì nữa. Rồi cái bị stress, cái đầu óc cứ lẩn quẩn, rồi cứ làm giống như cái máy vậy. Rồi cứ nhớ chạy lại nhà này, nhớ drop con, rồi bấm giờ, mấy giờ phải đi pick up con. Cứ routine nó cứ vậy hoài. Uổng một cuộc đời. Mang thân người rất là khó. Mà muốn thành Phật mà về trời càng rất là khó nữa. Thì mình phải trân trọng lúc mà mình còn đi đứng được, mình còn ngồi thiền được, mình còn đọc kinh được. Mình nên kiếm cái dấu này để mình đeo lên online, kiếm cuốn kinh Thiên Tâm xuống mà đọc, để cho nó qua cái buồn chán, qua cái nạn. Vừa học xuất thế gian, vừa hiểu về Thượng Đế, vừa có ích lợi cho sức khỏe. Thay vì mình không đọc kinh á, mình bị buồn chán, tức là tự nhiên mình khó ngủ nó sanh ra đủ bệnh á. Còn mà không có ngủ ngày trên 6 tiếng là nó bệnh gì cũng xảy ra hết. Ngày mai này có một số mấy bác gọi là có học thức, học từ những trường Thủ Đức, trường Sĩ Quan Đà Lạt, mà hôm nay cơ trời đi trễ. Cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Cứ nghĩa là mấy bác này á là sẽ đi cầm cờ vàng ba sọc đỏ trở về Việt Nam. Đó là lời của mấy vị thường dạy. Mà hôm nay mấy ông sắp đi xuống lỗ rồi. Thì bao nhiêu cái sĩ quan Đà Lạt, Thủ Đức hay những cái trình độ mà đã tích lũy được bao nhiêu năm
những cái gian khổ của nước Việt và những nhân chứng trong lịch sử ở vào cái thời mạt Pháp này giữa Quốc Cộng á, mấy bác sắp sửa đem chôn xuống mộ. Hôm nay mình mời mấy bác tới ăn bữa cơm, dạy lại được gì cho chim non, tại mấy ổng thuộc là chim già rồi phải không, chim hiền mà chim già, thì dạy lại cho đám chim non này được cái gì để cho tương lai em còn gây dựng lại tổ quốc. Cũng nhớ như con coi phim Võ Lâm vậy đó, một nhà võ sư mà tìm được đứa đệ tử truyền thừa mừng lắm, tại vì không có bị mất phải không, mai một phải không à. Thì cho nên ngày mai sư phụ sẽ đóng vai là Trương Vô Kỵ, học hỏi học hỏi hết mấy bác. Mấy bác có gì dạy cho con đi, con là hậu thế, con còn quậy được 30 năm tiếp tục cho bác. Nhưng mà mình không phải là chờ lâu nữa, mà nó sẽ happen, nó sẽ xảy ra liền trong lúc này đấy. Chứ giờ mấy ông tranh đấu hay là đứng đường hay là cầm biểu ngữ la hét gần mấy chục năm đây, mấy ông cũng hết hơi la, tại la đó nó lên máu không tăng xong á. Còn bây giờ mình không có la, mình nói nhẹ nhẹ gì á, nó còn hơn là cầm biểu ngữ đứng ngoài đường của mấy ông thời xưa nữa. Nên mấy bác cứ truyền là truyền thừa lại cho Trương Vô Kỵ này. Bên chánh cũng truyền mà bên tà cũng truyền nữa, tại vì cha của Trương Vô Kỵ là Trương Tam Phong phải không, là phải chánh phái, mẹ của Trương Vô Kỵ là bên tà, cho nên có dòng máu chánh tà. Sư phụ là nửa người cõi trời nửa người cõi thế gian thì cũng giống vậy, cho nên ở giữa làm cản lại hết, không có để cho ai sát hại ai, không ai được đổ giọt máu, lấy ân báo oán để mà gây dựng lại một nước Việt đổ nát. Một cái nước Việt mà những nhà lãnh đạo trong tương lai á, mà tiếp thu một nước Việt á, là tiếp thu cái ổ rác không biết không? Tài nguyên cũng không có, tiền thì nợ đầy đầu, đứa đẻ ra mắc nợ mấy chục triệu. Rồi hận thù chồng chất giữa hai bên, rồi thêm chất độc bị bệnh á. Tại vì Trung Cộng bữa giờ nó cho bia 1 đồng với nó cho 3 cái đồ ăn vô, chất độc con tôm nhỏ xíu nó cũng chích thuốc á. Thì bây giờ phải hốt một đống bệnh nhân, con về đi, mấy chục triệu bệnh nhân đang chờ mình đó. Rồi không có tiền để mà mở nhà thương gọi là miễn phí nữa. Rồi đất thì bán cho Trung Cộng hết rồi. Rồi cái quan trọng là cái tinh thần họ không còn nữa, đạo đức hết luôn. Thì cái nhân trí rất là thấp, rất là khó nói chuyện. Tức là con nói chuyện với người mà tiếp thu được, hiểu được, đúng trình độ thì không còn nữa. Cho nên họ chỉ là giống như một cái lớp trẻ bây giờ nó tôn trọng cái trái banh đó, còn hơn là tôn trọng cái tổ quốc của nó, thì rất là khó dạy dỗ. Cái người mấy vị nói mà người nào mà sau này tiếp thu nước Việt đó thôi, clean up cái ổ rác này rất là cực, không có cái gì để mà gọi là mà gây dựng lại, bắt đầu từ đâu. Chỉ có cha đó mới ra tay, và chỉ có những người mà có sứ mệnh nó mới làm được cái nhiệm vụ này một cách màu nhiệm thôi, gọi là nhiệm màu cứu nước Việt, chứ không phải đảng này đảng kia. Bởi chỉ có Phật Thánh Tiên mới cứu được. Thì từ đó nước Việt mới mở ra một cái trang mới, một cái quốc gia mới. Và đồng thời sau này khi mà mở ra nó cũng như đường thênh thang đúng không, một cái mầm giống mới, một cái cây cổ thụ mới mọc ra lớn nhanh khủng khiếp trên quả địa cầu này. Một phù động thiên dương vậy đó, bự lên lẹ. Nếu nó không thì nước Việt bị xóa sổ bản đồ thế giới. Thì từ đó trong sấm cơ á mới có những cái mà ngài Trạng Trình cũng là đức thầy nha, 500 năm về trước nói chục kia chọi với đồng minh. Mà con thấy hôm nay á, thời đó 500 năm trước đâu có ai hiểu chục với đồng minh là cái gì đâu. Thời xa xưa mà. Hôm nay tự nhiên nó có danh từ chục rồi đó nghe. Chục tức là cái đám mà Uẩn nè, Putin nè, Tập Chống Binh nè, Đảng Cộng sản Việt Nam nè, mấy cái thằng độc tài lì lợm nè, đó là chục phải không. Rồi đồng minh là ai? Đồng minh là Pháp, Mỹ, NATO, đó là đồng minh. Chục kia chọi với đồng minh,
rồi mới có những cái câu mà sấm giảng thời xưa mà ông Trạng Trình ông nói, rồi bảo giang thiên tử xích, người ta cứ quanh đời bảo giang là gì, thiên tử là đâu có thiên tử, người ta có bí thư thôi chứ làm gì có thiên tử. Thì hôm nay thấy đúng không, sấm cơ đã đi hàng nghìn năm như cuốn phim thôi, thì cuốn phim đã làm xong rồi, đã chiếu ở trên trời rồi, chỉ chưa chiếu thế gian, chưa chiếu hết, chiếu từ khúc chúng ta coi từ tập, mà cái tập này là tập cuối cùng final, giống như xưa mình coi phim trưởng vậy đó, tập này tập cuối cùng rất là hấp dẫn. Thật sự mấy bác này rất là trí thức, nhưng mà họ không có học suốt thế gian, mà cái lệnh của mấy vị dạy sư phụ hồi tuần trước á, là chúng ta phải làm sao cho mấy ông hiểu sấm cơ, hiểu về tâm linh, thì mấy ông già rồi, mấy ông cũng được về trời, và đồng thời mấy ông sẽ là người cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi về nước Việt, chứ chúng ta cầm không có hữu hiệu, không có giá trị bằng mấy ông. Mà làm sao mà cái tài của mấy con mà đưa mấy ông vào cái đường tâm linh á, thì đó là ý trên muốn. Tại tâm linh là một chuyện, nhưng mà về thực tế là phải có thực tế. Cũng giống mấy vị nói, 5 năm nay con lên mạng con nói vu vơ, hôm nay phải là thực tế. Thì hồi nãy mở đề phụ nói cái gì nó cũng phải là vu vơ rồi nó mới thành cái thực tế. Là cái bài này nè, là cách đây 4 mấy năm, bài này là của Đức Thầy nha, tức là ông Trạng Trình á, lóc cốc nghe thằng nói dốc. Thằng nói dốc là ai? Là cộng sản nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù. Nghĩa là mấy cái bác ngày mai tới ăn cơm với mình á, là mấy bác là sĩ quan Đà Lạt hay trường Thủ Đức, thì mang thân đi học, đi học sau 75 mà lại đi tù. Thì Đức Thầy nói vậy đó. Bài này có năm 1978 ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam. Mang thân đi học rồi lại đi tù, là mấy ông đi tù phải không? Sao lại đi tu? Đi tu có nghĩa là ở ngoài Bắc không có dạng hết, ăn rau cỏ không, ở như đi tu rồi, nước tương, là mấy ông là đi tu rồi phải không? Mang thân đi học tức là học sĩ quan Đà Lạt, học Thủ Đức, rồi vô trong chổng ăn cơm tù là giống như đi tu rồi đó. Ăn chay ròng rã tức là ăn cực khổ là giống như ăn chay đó, từ 5 con mã đến 5 con mùi thì đại khái 5 tháng thì mấy ông tự tính đi. Nghĩa là học học tập cải tạo là cũng ít nhất cũng 5-10 năm. Mà thời đó đó Đức Thầy đã nói sau này các ngươi sẽ được đoa Mỹ, rồi con cháu các ngươi sẽ được thành tài, rồi sau đó là các ngươi sẽ dạy lại cho những thế hệ sau là chúng ta nè, để mà nói tiếp cái sự tranh đấu của chánh nghĩa. Chánh nghĩa là Phật, còn tà là cộng sản, là búa liềm, đúng không? Búa liềm sẽ bước sang trang mà. Cờ vàng cờ đỏ ai nở bộ vàng, ba sọc ngang hàng treo ngược chở dinh độc lập. Sư phụ nói cái này cũng nhiều, thì cũng là mấy gì đã dạy cho mình. Vợ chạy ngược xuôi tức là mấy bà vợ của mấy ông sĩ quan á, ở Sài Gòn làm cực khổ phải không, chạy ngược xuôi rồi đi ra ngoài Bắc thăm nuôi. Thăm nuôi là như đi tiếp tế vậy đó. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng, nó đói mình nó. Có nghĩa là những ông mà cai tù của cộng sản á vẫn nghèo hơn, đảng ngoài Bắc là nghèo đó. Thì mấy bà mà bưng đồ ăn mà nuôi chồng á cũng phải chia cho mấy ổng. Người tù cũng khổ mà người cai tù cũng khổ ở cái chế độ đó. Thế thì đã thắng, nó đói mình nó lo mình sướng. Lo tức là lo canh tù, còn mấy ổng thì chiều vô trong trại tù thì cứ xúm nhau chạy cơ, coi cái trên ở trên trời nói cái gì đó, nó lo mình sướng. Ở trong này không có cái đài radio nào mà để nghe tin tức, hay đài Vo, hay đài OFI, hay là đài BBC của Mỹ, thì chỉ nghe đài trên thiên đình không à. Rồi đến đình là mấy vị về dạy bỏ chạy cơ á, tại vì cơ vận của nước Việt là phải chịu khổ với cộng sản một thời gian để xả nghiệp, rồi sau đó nước Việt sẽ huy hoàng. Thì mấy ông nội này, mấy ông mà gọi là sĩ quan á, sĩ quan cao cấp á, cũng giống như đóng một cái bộ phim khổ, khổ trước sướng sau. Thì cũng giống như mấy cái ông khỉ á, vô rừng á, rồi khổ trước thì cũng sướng sau. Thì tất cả đều trong mắt sư phụ là đóng phim hết. Thì cho nên từng đòi Bác Khi Bác Trọng bị kẹt á, thì mình nói là tri ân Bác Trọng á, thì cũng là đóng phim khổ, phải tri ân. Nhiều ông HO nó kiệt, sao con lại tri ân ổng? Tại mấy ông chỉ nhìn theo mặt đời, mấy ông không nhìn theo một cái quá trình tâm linh mà cha
bắt buộc là nó phải có sướng có khổ. Cộng sản cũng làm việc cho cha, quốc gia cũng làm việc cho cha, còn chính phủ là dạng đứng ngay giữa cả hai bên. Cho nên mình phải đi ăn cái vụ đốt củi đốt lò. Cái ông nào bị bắt trọng đốt củi có nghĩa là xả nghiệp, có nghĩa là ok vô ăn hối lộ đã rồi không trả lại, phải không, trả lại chút chút rồi cái cho người này vô tù, cho người kia gieo khám, cũng là dạng xả nghiệp. Trong mắt chính phủ là không có nên hận thù là vậy, lập lại đời nhà Trần là vậy. Để đọc hết cái bài này đi. Nó lo mình sướng sự đời khó tưởng, tù sướng hỡi cay, hỡi ai thắng ai, rồi cười vỡ bụng, ai than nghèo túng, ai xin tiền tù. Tức là mấy thằng công an á, mà gác tù á, nó cứ xin tiền của mấy ông tù hoài. Ai khôn ai ngu, giờ đây đã rõ. Cái câu này là mình muốn nói lên cái bài này. Màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Thì thời đó, đó những gì ở trên trời về chạy cơ mới nói cho mấy ông sĩ quan Đà Lạt mà với sĩ quan Thủ Đức đó, là ok các ngươi chịu đóng màn phim đi, 5-10 năm tù gì đó, cũng giống như ông bố ở mười mấy năm đó, không khổ đi, rồi sau này sẽ được sướng lại, sẽ được đền bù lại à. Còn mấy ông cộng sản á, ok ở trong rừng đã khổ rồi, tức là thời dễ Trường Sơn đi vượt Trường Sơn vô Nam á để chiếm miền Nam á, thì hôm nay á có một thời gian sướng, tức là thời gian hối lộ rồi sướng á, rồi sau này á, sẽ khổ lại, tức là có sướng có khổ, có khổ có sướng, cả hai phe đó là vậy. Tại thời đó Hồ Chí Minh ký hiệp định với cha sẽ xả nghiệp cho nước Việt 80 năm, sau đúng 80 năm sẽ trả nước Việt lại cho con của Thượng Đế và trả lại cho Phật Di Lặc để mà lập lại một cái đời mới, gọi là lập hội Long Hoa, hội anh tài đó, là hội tuổi trẻ hải ngoại có tài về đó, gọi là hội Long Hoa đó. Thì khi hết 80 năm thì bây giờ đã hút rồi, tại vì sư phụ cứ xin cơ vận hoài bị trễ thì hút, nhưng mà hôm nay cơ vận không có trễ nữa, sẽ đến lúc nó sẽ xảy ra một cách màu nhiệm. Thì lúc đó đó cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó sẽ treo, gọi là treo tạm thời lại để mà lấy lòng 6 triệu người hải ngoại về nước, không có còn sợ sệt mà tự do về, tự do đem tiền đổ vô nước Việt, và đồng thời cũng tự một cái chánh nghĩa để cho nói lên thế giới là cái lá cờ này đã được Liên Hiệp Quốc officially ngày xưa đã thừa nhận. Thì hôm nay nó tạm vắng bóng gần năm 75 tới giờ là 40 mấy năm 50 năm, thì hôm nay nó trở lại. Thì lúc đó người ta viện trợ cho nước Việt và những công ty nó chở vô nước Việt, giống như Coca-Cola ngày xưa nó trước 75 nó cũng ở trỏng, hãng Shell nó cũng đã nằm ở trong đó rồi, nó có một cái history rồi, thì mình dùng cái đó lẹ hơn để mình cứu cái nước Việt mình lẹ. Chứ không chỉ dùng chữ tạm thời thôi nha, cờ vàng cờ đỏ nhỏ này mặc áo vàng bữa nay nè. Chứ dù không có nói là cả quốc gia sẽ đồng ý lá cờ này trong tương lai nha. Thì sau đó mình sẽ có cái cuộc gọi là tổng là cả quốc gia để mà góp ý lại, để chọn cái gì. Tại vì cái nước Việt là của thế hệ trẻ, nước Việt cũng không phải của cái thế hệ mấy ông, mấy bác già lớn tuổi nữa, mà cũng không phải của mấy ông đảng viên nữa, mấy ông là coi như là xong rồi, mấy ông đã hưởng nhiều rồi, sân trước sân sau đầy hết rồi. Mấy ông mang đồng hồ toàn là Philip Batis mấy trăm nghìn cái không à, sư phụ còn không có nữa mà, sư phụ chưa bao giờ mua đồng hồ đó mà mấy ông mua cái đó không, thì mấy ông hưởng hết rồi phải không. Thì hôm nay của Sisa trả về cho Sisa, của trăm họ trả về trăm họ. Nên nhớ nha, nước Việt không thuộc gì của ai, của 100 họ, của những đứa con từ bi bác ái, con Phật trả về cho Phật. Cả cái Hoàng Sa cũng vậy, của nước Việt cũng phải đến ngày hôm nay trả lại cho nước Việt. Trường Sa cũng vậy, và cả 100 cây số xung quanh của cái đảo đó trả lại nước Việt. Vàng được đỏ thua, tức là cuối cùng rồi cái người chánh nghĩa sẽ thắng, người không có chánh nghĩa sẽ không thắng, độc đảng sẽ không thắng. Tại vì năm cái ác là cái ác của cộng sản thế giới á, là Nga, Trung Cộng, Việt Nam, Cuba là với Bắc Hàn, nó bốn mấy nước cuối cùng á cũng sẽ tiêu cùng một lúc nha, nó rất là nhiệm màu, nó đi một lúc.
cả những thằng trùm khăn cũng đi một lúc, thì nó trả lại cho cái thế giới tự do. Vàng đưa vàng vừa lên giá, từ năm con mã sụp năm con mồi, bới lũ cái này hơi căng nữa, mình không nên đọc chữ này. Ra hàng gấp gấp, miền Nam núi sập, rắn nở rồng bay. Tức nghĩa là núi sập nó có tâm linh, rồng, rắn ở đó. Hồi nãy mấy ổng sinh ra, tức là nguyên cái phe ta đó, phe Hồn Thiên Sông Núi. Có mấy ông rồng bên núi Cấm, có mấy vị bên đó đông lắm. Thái tử năm nay cho mấy vị Hồn Thiên Sông Núi và những vị rồng bên núi Cấm qua Mỹ ăn Tết chung được không? Tự nhiên, tại mấy ông phải xin phép sư phụ. Cái gì cũng phải xin phép. Ở trong đó có những cái bác mà trong những đường cơ cũ á, hồi nãy cũng xin phép nữa, cho về đây để mà ăn Tết chung, có nghĩa là gì? Mấy ông tự do đi lẫn lộn với mấy con á, hiểu không? Mấy ông hồi nãy có nói sư phụ ok, cứ qua Mỹ ăn Tết. Thì mấy ông bên cổ vô vi người ta rất là đàng hoàng, mình đồng ý thì họ mới ok. Rồi cộng với ông Sơn Thần đổ đây cũng phải ok nữa, mới vui phải không? Thì phụ cho hết, nên nó mấy ngày cứ làm gì làm.